Kính chào quý vị và các bạn. Mời quý vị và các bạn bắt đầu theo dõi bản tin trưa của Đài Truyền hình Vĩnh Long hôm nay thứ ba ngày 21 tháng 3. Thưa quý vị, hướng tới kỷ niệm 110 năm ngày sinh giáo sư diện sĩ thiếu tướng anh hùng lao động Trần Đại Nghĩa 13 tháng 9 năm 1913, 13 tháng 9 năm 2023. Hôm qua, đoàn công tác của Tổng cục Công nghiệp Quốc phòng có buổi làm việc với Sở Văn hóa Thể thao và Du lịch, Ban quản lý khu lưu niệm giáo sư diện sĩ thiếu tướng Trần Đại Nghĩa và lãnh đạo huyện Tam Bình. Các đơn vị đã thống nhất thực hiện duy tu một số hạng mục khu lưu niệm, mở rộng nhà trưng bày các loại vũ khí do giáo sư diện sĩ thiếu tướng Trần Đại Nghĩa chế tạo. Ngoài ra, đại biểu còn thảo luận các nội dung xoay quanh vấn đề trang trí khánh tiết, hình thức trưng bày, góp ý công trình thiết kế kỷ niệm 110 năm ngày sinh giáo sư diện sĩ thiếu tướng Trần Đại Nghĩa 13 tháng 9 năm 1913, 13 tháng 9 năm 2023. Tổng giá trị duy tu sửa chữa khu lưu niệm trên 6 tỷ đồng. Trong đó, Tổng cục Công nghiệp Quốc phòng hỗ trợ trên 1 tỷ đồng, phần còn lại kinh phí của tỉnh. Các hoạt động kỷ niệm 110 năm ngày sinh giáo sư diện sĩ thiếu tướng Trần Đại Nghĩa được tổ chức nhằm tưởng nhớ, tôn vinh và tri ân những cống hiến to lớn của giáo sư diện sĩ thiếu tướng anh hùng lao động Trần Đại Nghĩa cho sự nghiệp cách mạng của Đảng, của dân tộc. Đồng thời là dịp tuyên truyền, giáo dục cán bộ, nhân dân, nhất là thế hệ trẻ, học tập rèn luyện theo tấm gương đạo đức cách mạng của thế hệ đi trước. Nằm trong chuỗi hoạt động chào mừng kỷ niệm 92 năm ngày thành lập Đoàn Thanh niên Cộng sản Hồ Chí Minh 26 tháng 3 năm 1931, 26 tháng 3 năm 2023 và tháng thanh niên năm 2023, chiều ngày 25 tháng 3 tới đây, Thành đoàn Hà Nội phối hợp với Nhà hát Tuổi trẻ Việt Nam tổ chức công diễn miễn phí vở kịch Sống mãi tuổi 17. Vở kịch là tác phẩm sân khấu đầu tiên của nhà viết kịch Lưu Quang Vũ. Tác phẩm xây dựng hình tượng anh hùng Lý Tự Trọng, người anh cả của thanh niên cách mạng Việt Nam, dựa trên câu chuyện Cậu nhỏ của cán bộ lão thành Vũ Duy Kỳ. Ngay từ khi ra đời, vở kịch đón nhận được tình cảm đặc biệt và sự yêu mến của khán giả, nhất là khán giả trẻ. Qua chương trình, Thành đoàn Hà Nội mong muốn thúc đẩy công tác giáo dục đạo đức, lối sống, lý tưởng cách mạng cho thanh niên thông qua tác phẩm nghệ thuật. Hôm qua, Hội đồng đội huyện Mang Thít phối hợp với Phòng Giáo dục Đào tạo tổ chức ngày hội Thiếu nhi vui khỏe tiến bước lên đoàn năm học 2022-2023 tại trường trung học cơ sở trên xã Tân Ân Hội, chào mừng kỷ niệm 92 năm ngày thành lập Đoàn Thanh niên Cộng sản Hồ Chí Minh và 60 năm phong trào nghìn việc tốt. Đến với ngày hội, học sinh được giới thiệu về truyền thống vẻ vang của đội thiếu niên tiền phong, Đoàn Thanh niên Cộng sản Hồ Chí Minh và thưởng thức các tiết mục văn nghệ, múa tập thể với chủ đề ca ngợi quê hương đất nước, đồng thời được tham gia trải nghiệm các trò chơi dân gian. Đây là hoạt động có ý nghĩa tuyên truyền giáo dục cho đội viên thiếu nhi về truyền thống vẻ vang của đất nước, của tổ chức đoàn, tổ chức đội và khơi dậy niềm tự hào dân tộc. Ngày hội còn là sân chơi để các em giao lưu, phát huy tinh thần đoàn kết sáng tạo, khơi dậy ý chí quyết tâm thi đua học tập và rèn luyện của các em để trở thành người đoàn viên thanh niên Cộng sản Hồ Chí Minh. Dịp này, Hội đồng đội huyện Mang Thít trao tặng 10 phần quà cho các em học sinh có hoàn cảnh khó khăn. Sáng nay, Sở Văn hóa Thể thao và Du lịch tỉnh Vĩnh Long triển khai kế hoạch tổ chức tháng hoạt động thể dục thể thao dành cho mọi người với sự tham gia của đại diện các sở ban ngành tỉnh và các đơn vị liên quan. Các hoạt động tháng thể thao dành cho mọi người được tổ chức nhằm kỷ niệm 77 năm ngày thành lập ngành thể dục thể thao Việt Nam. Theo đó, trong tháng này, nhiều hoạt động thể dục thể thao sẽ được tổ chức tùy theo điều kiện của các đơn vị địa phương nhằm nâng cao sức khỏe và hưởng ứng cuộc vận động rèn luyện thân thể theo gương Bác Hồ vĩ đại. Ở cấp tỉnh, Sở Văn hóa Thể thao và Du lịch sẽ tổ chức ngày chạy Olympic vì sức khỏe toàn dân tỉnh Vĩnh Long năm 2023 vào sáng ngày 27 tháng 3 tại Trung tâm Hội nghị tỉnh, với quy mô dự kiến khoảng 1.500 người tham gia ở hai cự ly 2.000m và 4.000m. Tại buổi họp, các đại biểu thống nhất kế hoạch, đồng thời đóng góp một số ý kiến xung quanh cự ly, đường chạy, trang phục, số lượng phân bổ vận động viên tham gia. Các đơn vị cũng đã tiến hành bốc thăm thi đấu hội thao ngành văn hóa thể thao và du lịch, dự kiến tổ chức vào ngày 26 và 27 tháng 3 năm 2023. Thực hiện phong trào thi đua phụ nữ công an bản lĩnh, nhân văn, kỷ cương, trách nhiệm vì an ninh tổ quốc, vì hạnh phúc gia đình giai đoạn 2022-2026, hưởng ứng ngày quốc tế hạnh phúc 20 tháng 3, Hội phụ nữ cụm thi đua số 9 Bộ Công an tổ chức bàn giao mái ấm hội viên và tặng quà cho học sinh có hoàn cảnh khó khăn tại huyện Bình Tân.
Căn nhà được bàn giao cho chị Lê Hồng Khá, hội viên Hội Phụ Nữ Công An quận Bình Tân, có hoàn cảnh rất khó khăn, có diện tích 55m², kinh phí xây dựng là 92 triệu đồng. Trong đó, Hội Phụ Nữ Cụm Thi Đua số 9 và Công An quận Bình Tân hỗ trợ 85 triệu đồng, phần còn lại do gia đình đóng góp. Dịp này, Hội Phụ Nữ Cụm Thi Đua số 9 đã trao tặng 20 phần quà cho các em học sinh vượt khó vươn lên trong học tập trên địa bàn xã Tân An Thạnh. Mỗi phần quà trị giá 500.000 đồng, gồm gạo, tiền mặt và một số nhu yếu phẩm cần thiết, từ đó động viên tinh thần, giúp cho các em học tập tốt để trở thành con ngoan trò giỏi, cháu ngoan bác Hồ. Bộ Y tế vừa có văn bản gửi Ủy ban Nhân dân các tỉnh, thành phố trên cả nước và các viện vệ sinh dịch tễ, viện Pasteur về việc tăng cường giám sát phòng chống dịch bệnh Marburg. Bộ Y tế nhấn mạnh đây là bệnh đặc biệt nguy hiểm, khả năng lây truyền và tỷ lệ tử vong cao 50%, có thể lên tới 88%. Để chủ động phòng chống dịch bệnh Marburg, Bộ Y tế đề nghị Ủy ban Nhân dân các tỉnh, thành phố chỉ đạo Sở Y tế tăng cường giám sát chặt chẽ người nhập cảnh tại cộng đồng và cơ sở y tế để phát hiện sớm các trường hợp nghi ngờ mắc bệnh để điều tra dịch tễ. Lưu ý những người nhập cảnh từ các quốc gia có dịch khu vực châu Phi trong vòng 21 ngày, đồng thời phối hợp với các viện vệ sinh dịch tễ Pasteur lấy mẫu để xét nghiệm chẩn đoán, quản lý ca bệnh nếu có và xử lý không để bệnh lây lan ra cộng đồng. Ban chỉ đạo xây dựng cơ bản tỉnh Vĩnh Long cho biết tính đến nay trên địa bàn tỉnh đã có 177 dự án đầu tư công trong năm 2022 được phê duyệt quyết toán với tổng mức đầu tư trên 3.184 tỷ đồng. Hiện trên địa bàn tỉnh vẫn còn 40 dự án trong năm 2022 đã nợ quyết toán nhưng chưa được phê duyệt với tổng mức đầu tư trên 977 tỷ đồng và 55 dự án đã hoàn thành nhưng chưa nộp hồ sơ quyết toán với tổng mức đầu tư trên 1.324 tỷ đồng, đã giải ngân trên 1.139 tỷ đồng. Theo đánh giá của ngành chức năng, năm qua trên địa bàn tỉnh vẫn còn 37 dự án vi phạm quy định về thời gian quyết toán, làm ảnh hưởng đến hiệu quả công tác đầu tư công tại địa phương. Trước những diễn biến phức tạp của dịch bệnh gia súc gia cầm tại nhiều tỉnh thành trong cả nước, ngành chức năng, chính quyền địa phương và các hộ chăn nuôi trên địa bàn huyện Long Hồ triển khai các biện pháp phòng chống dịch, trong đó tiêm vaccine đầy đủ là một biện pháp hiệu quả để bảo vệ đàn vật nuôi. Gia đình anh Lê Văn Nam ở ấp An Hiệp, xã Long An, huyện Long Hồ đang nuôi hơn 500 con gà. Trước tình hình dịch cúm gia cầm diễn biến phức tạp, anh đã chủ động liên hệ tổ thú y địa phương để tiêm vaccine cúm gia cầm cho đàn gà. Anh Nam cho biết, những năm trước, nhờ chủ động tiêm phòng nên đàn gà anh nuôi đạt hiệu quả kinh tế cao. Thú y xã thì có qua nhắc nhở gia đình để mà chích người từng đợt cho gia cầm. Tiêm ngừa cho gia cầm đó thì rất là hiệu quả, tránh được dịch bệnh. Tuyên truyền mình dẫn động người dân mình nên tiêm để mà bảo vệ cho đàn gia súc gia cầm của mình nó được an toàn. Người ta đã ra đăng ký rồi tôi chích lần này thì được cả 87%. Để công tác tiêm vaccine phòng dịch bệnh cho đàn gia súc gia cầm đạt kết quả cao, từ đầu tháng 2 đến nay, huyện Long Hồ đã thường xuyên tổ chức tuyên truyền vận động sâu rộng đến các hộ chăn nuôi về mục đích, ý nghĩa, hiệu quả của công tác tiêm phòng đối với đàn vật nuôi. Hiện nay, huyện đang tổ chức tiêm phòng dịch tả, tụ huyết trùng, lở mồm long móng, cúm gia cầm. Đến thời điểm này, huyện đã tiêm phòng đàn gia súc đạt gần 40%, đàn gia cầm đạt hơn 42%. Đã tập trung tuyên truyền cho người dân hiểu được về cái phòng ngừa dịch bệnh, đặc biệt là bệnh cúm gia cầm. Tuyên truyền cho người dân là giám sát cái tình hình đàn gia súc gia cầm trên địa bàn có cái biểu hiện bệnh để báo cho chính quyền để có cái sự kiểm soát chặt. Để đẩy nhanh tiến độ tiêm phòng theo đúng kế hoạch, huyện Long Hồ đang tăng cường công tác tuyên truyền đến người dân về lợi ích của việc tiêm phòng cho đàn gia súc gia cầm, đồng thời bố trí hỗ trợ kinh phí phục vụ công tác thực hiện, mua dụng cụ, vật tư, hóa chất phục vụ công tác tiêm phòng.